Phòng mạch cây trồng xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh vàng lá thối rễ trên cây dưa hấu nha quý vị. Đối với cái bệnh vàng lá thối rễ này, chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh do nấm gây ra nha quý vị. Thì hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nha quý vị. Hãy ủng hộ kênh Phòng mạch cây trồng nếu thấy hữu ích nhé. Triệu chứng gây bệnh vàng lá và thối rễ trên cây dưa hấu thì chúng ta cũng biết rằng là phát hiện bệnh vàng lá dưa hấu qua các cái biểu hiện của lá và gốc rễ. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy gốc dưa bị nấm đen này, rễ thối đen và kết hợp với lại lá dưa bị héo và đốm vàng gây chết nhanh, cây rất là nhanh. Đây là những cái biểu hiện trên cái lá dưa. Đây là cái gốc dưa chúng ta thấy biểu hiện lên như thế này. Và tác nhân gây ra cái bệnh vàng lá thối rễ do trên dưa hấu này là do nấm, do cái nấm Fusarium Oxyborium gây ra. Loại nấm này nó tồn tại trong đất và gây bệnh dưa hấu khi mà gặp điều kiện thuận lợi như là mưa nhiều, đất bị ngập úng, rễ có vết thương do tiếng trùng hay côn trùng cắn phá. Khi mà xâm nhập vào thì chúng phá hại làm rễ bị thối đen đi. Ngoài ra bệnh vàng lá trên cây dưa hấu thường xuất hiện nhiều trên đất trồng có độ ẩm cao, ít được cải tạo từ thường xuyên. Cái nguồn nấm bệnh thì nó tồn tại ở trong đất, trong cái tàn dư cây trồng. Chúng có khả năng sống rất là lâu ở trong đất. Khi mà ở cái dạng hạt nấm thì chúng có thể tồn tại trong những cái điều kiện môi trường bất lợi từ 1 đến 2 năm. Và cái đặc điểm phát triển của cái bệnh vàng lá thối rễ này, thứ nhất đó là sự phát triển của bệnh rất thuận lợi trong cái điều kiện ẩm độ cao như là mưa phùn, mưa nhỏ, gió, sương nhiều hay là sương mù. Và nhiệt độ tương đối thấp thì nó thích hợp như là 18 đến 25 độ C và đất ngập úng không thoát được nước. Trong cái điều kiện có giọt nước hoặc là ẩm độ bão hòa 100% thì ở nhiệt độ thấp thì trong cái điều kiện thuận lợi, nấm xâm nhập qua cây trồng qua cái vết thương ở rễ, cổ rễ và bệnh gây hại nặng trong mùa mưa, đất bị ngập úng nước, đặc biệt là khi mà có mưa to, gió lớn gây xây xát vùng rễ, bệnh nặng có thể gây ra héo rũ, chết hàng loạt. Chính vì vậy mà đối với lại cái clip dưa thì chúng ta hạn chế đi làm sao để cho nó cái rễ nó ít bị đứt gãy nhất là nó sẽ hạn chế được cái này cũng khá. Và cái biện pháp phòng trị bệnh vàng lá thối rễ trên dưa hấu thì chúng ta thấy rằng là phòng bệnh khi là chuẩn bị trồng thì nên làm đất kỹ, tưới Trichoderma cho đất. Và bón nhiều phân hữu cơ, bón phân vô cơ, cân đối từng giai đoạn. Và đặc biệt là tưới thuốc phòng định kỳ ở gốc và phun phòng bệnh trên tán. Thì chúng ta lưu ý là phải giữ cho vườn trồng khô thoáng, đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa và thường xuyên cải tạo nền đất, duy trì độ pH ổn định để cân bằng về hệ sinh thái nhằm phòng bệnh hiệu quả hơn. Về cái biện pháp trị bệnh vàng lá thối rễ trên cây dưa hấu thì chúng ta có giải pháp khi phát hiện ruộng dưa hấu có biểu hiện vàng lá, cần nhổ bỏ những cây bị nhiễm bệnh đi và mang đi tiêu hủy để tránh lây lan. Và sử dụng cái bộ giải pháp tưới đều ở gốc và phun quanh luống để xử lý bệnh tận gốc. Thì cái này chúng ta lưu ý là đối với bệnh vàng lá thối rễ thì đầu tiên nhất là chúng ta phải xử lý ở bộ rễ. Bộ rễ thì tưới từ phòng từ gốc bằng cái Ridumingon cộng với tạp Vigo theo cái hướng dẫn như sau. Lần 1 là từ 0 đến 5 ngày sau khi chúng ta trồng thì chúng ta pha 50ml tạp Vigo cộng 30g Ridumin trên 20 lít nước và chúng ta tưới cho 500 gốc dưa. Lần thứ 2 là chúng ta cũng pha với cái liều 50ml tạp Vigo 30g Ridumingon ở 15 ngày sau khi trồng. Thì chúng ta tưới trên cho 20 lít và chúng ta tưới cho khoảng 250 gốc, tức là lần 2 chúng ta tưới gấp đôi liều so với lần 1. Và với cái cách tưới này thì chúng ta sử dụng cái tạc Vigo dạng chai như thế này cộng với lại cái Hidumin để chúng ta tưới. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái Velum cộng với cái Antracon với cái liều là 25cc Velum 50g Antracon trên bình 25 lít và chúng ta tưới sau khi trồng 5 ngày. Và cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái Velum 25cc cộng 50g Tobacon trên bình 25 lít chúng ta tưới sau khi trồng 15 ngày. Giải pháp này cũng đem lại hiệu quả rất là tốt. Và trên bộ lá thì chúng ta sẽ quản lý bằng cách phun các cái giải pháp phòng trừ bệnh, đặc biệt là từ cái giai đoạn mà chúng ta thấy cây dưa bắt đầu nó ngã ngọn, nó bò, cũng như là khi chúng ta can thiệp vào cắt chèo hoặc là sửa cắt bơi trên cái cây dưa hay là giờ sửa dây thì chúng ta cũng cần phải phun thuốc để phòng trị. Cái sản phẩm chúng ta có thể phòng trị thứ nhất đó là cái nhóm azoxystrobin. Cái nhóm cái gốc azoxystrobin thì nó có Amita hay là Amita top hoặc là cái HEP hay là cái Relate Extra hoặc là cái Trobin top với cái liều lượng sử dụng là 15 tới 30 ml trên một bình 25 lít. Và ngoài năm cái loại này thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm khác của nhiều công ty nhập khẩu có cùng cái nhóm hoạt chất azoxystrobin. Tuy nhiên khi sử dụng chúng ta cần phải lưu ý là chất phụ gia xem nó có tinh khiết hay không, nó có làm cho ảnh hưởng đến cái lá dưa dị ứng hay không.
Và cái sản phẩm gốc măng câu dép cũng có thể chúng ta phun phòng rất là tốt, có thể sử dụng cái dithan M45, dithan M45 xanh, hoặc là cái măng câu dép xanh, măng câu dép đỏ, măng câu dép vàng. Thì cái nhóm này chúng ta sử dụng với cái liều là 2 kg tới 2,5 kg trên 1 hecta, và nó cũng có nhiều sản phẩm của các công ty khác trên thị trường chúng ta có thể sử dụng. Lưu ý bà con có thể liên hệ tư vấn kỹ thuật hoặc là mua hàng qua số điện thoại 0353 828 373. Và nhóm thuốc chlorothalonin, thì cái nhóm này, cái gốc chlorothalonin thì nó có cái dacunin hoặc là cái rivotopti, hay là cái chionin, hay là cái nhóm octiva. Những cái sản phẩm này chúng ta cũng có thể sử dụng với cái liều khuyến cáo từ 1 kg tới 1,5 kg trên 1 hecta, đối với lại cái nhóm dạng bột và dạng nước thì từ 1 đến 1,2 lít trên 1 hecta, nó cũng sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt. Ngoài 4 sản phẩm này thì cũng còn những sản phẩm các công ty khác có cùng hoạt chất cũng có thể sử dụng được. Và nhóm thuốc metalacin, thì metalacin M, hay là chúng ta sử dụng cái metalacin đỏ, hoặc là cái mesin MZ, hay là sử dụng cái ridumin gold để chúng ta tiến hành phun trên cái cây dưa cũng đem lại hiệu quả rất là cao. Liều lượng sử dụng đó là từ 2 kg tới 2,5 kg trên 1 hecta. Ngoài 4 sản phẩm này thì cũng có những cái sản phẩm cùng loại khác ngoài thị trường mà nó có cái gốc metalacin thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Nhóm thuốc robinep, đó là cái tobacon 70 WB, hoặc là cái rofiller, hay là cái melody duo, hoặc là cái antracon, chúng ta cũng có thể sử dụng với liều khuyến cáo từ 2 kg tới 2,5 kg trên 1 hecta, cũng đem lại hiệu quả rất là cao trên cái đồng ruộng của mình cho cái việc quản lý cái bệnh dạng lá thối rễ đối với cây dưa hấu. Ngoài 4 cái loại này thì cũng có các cái loại khác cùng tên của nhiều công ty nhập khẩu phân phối có thể cùng hoạt chất metasin. Về cái bộ lá chân, thì từ khi bắt đầu mà lấy trái trở đi thì cái bộ lá chân nó dễ bị bể lá màu vàng, nên là chúng ta cần phải quản lý cái bộ lá này, dưỡng lá cho nó thật là tốt. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị về cái kỹ thuật để quản lý cái bộ lá chân, đó là chúng ta dằn lá chân giữ màu xanh bằng cái anvin luân phiên với cái tin super. Đó là cái anvin thì chúng ta pha 40 ml cho bình 25 lít, hoặc là luân phiên với lại cái tin super thì sử dụng cái liều là 20 ml cho bình 25 lít, và chúng ta phun luân phiên từ 5 tới 7 ngày một lần, giai đoạn từ 4 đến 5 lá gốc, tức là từ trong lá gốc này đi ra từ 4 đến 5 lá chúng ta phun dằn trên cái bộ lá này, thì nó sẽ giúp cho cái bộ lá nó sạch bệnh và cái bộ lá gốc này nó giữ được màu xanh, thì sau này sẽ cho trái vào rất là đẹp. Và đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái giải pháp để quản lý bệnh vàng lá thối rễ do nấm đối với cây dưa hấu của chúng ta. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Phòng mạch cây trồng xin chân thành cảm ơn. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị. Xin chào ạ.